Câu 1, đố bạn biết giữa phụ nữ và đàn ông ai là người nói nhiều hơn? Đó chính là phụ nữ. Trong cơ thể phụ nữ có tới 2 khu vực chính của não bộ chịu trách nhiệm về giao tiếp. Do đó phụ nữ có thể nói từ 8 đến 10.000 từ trong một ngày, còn đàn ông chỉ nói khoảng 4.000 từ. Câu 2, vậy còn giữa đàn ông và phụ nữ ai có nhiều mỡ hơn? Cơ thể phụ nữ có nhiều tế bào mỡ hơn đàn ông từ 8-10%. Điều đặc biệt là ngực đàn ông có cơ, còn ngực phụ nữ không có cơ mà đa phần toàn là mỡ. Câu 3, giữa đàn ông và phụ nữ ai là người sử dụng giày cao gót trước? Giày cao gót là sản phẩm tạo ra và được nam giới mang đầu tiên, giúp cho chủ nhân thể hiện mình là tầng lớp giàu có trong xã hội. Mãi đến năm 1600 thì phụ nữ mới bắt chước đàn ông mang giày cao gót. Câu 4, giữa đàn ông và phụ nữ, bạn có biết ai nói dối nhiều hơn không? Trung bình một người đàn ông nói dối đồng nghiệp và bạn bè của mình 6 lần trên ngày, trong khi đó phụ nữ chỉ là 3 lần trên ngày. Và câu nói dối phổ biến nhất mà cả nam và nữ đều sử dụng đó là ok, tôi vẫn ổn. Câu 5, giữa đàn ông và phụ nữ, bạn có biết ai chịu đau giỏi hơn không? Khả năng chịu đau của phụ nữ cao gấp 9 lần đàn ông. Do phụ nữ có nhiều hormone estrogen trong cơ thể nên giúp họ vượt qua cơn đau một cách dễ dàng hơn đàn ông. Câu 6, đố bạn biết giữa đàn ông và phụ nữ ai bị sét đánh nhiều hơn? Một nghiên cứu cho thấy đàn ông thường có xu hướng làm việc ngoài trời nhiều hơn phụ nữ. Kèm theo, đàn ông thường bất cẩn hơn phụ nữ. Khi xảy ra sấm chớp, họ ít từ bỏ công việc của mình, nên đàn ông dễ bị sét đánh hơn phụ nữ. Câu 7, đố bạn biết tim của ai đập nhanh hơn, đàn ông hay phụ nữ? Đó chính là phụ nữ. Nhịp tim của nữ giới cao hơn đàn ông là do trái tim của họ nhẹ hơn. Tim của nữ giới trưởng thành đập từ 78 đến 82 nhịp trên phút, còn của nam giới chỉ đập từ 70 đến 72 nhịp. Câu 8, vậy còn giữa đàn ông và phụ nữ ai lâu già hơn? Đó chính là đàn ông. Do quá trình thất thoát nồng độ collagen trên da của nam giới chậm hơn nữ giới, điều đó có nghĩa là cơ thể đàn ông chống lại hiện tượng nhăn da và chảy xệ tốt hơn phụ nữ. Câu 9, bạn có biết thời gian đàn ông dùng để cạo râu hay thời gian để ngắm phụ nữ cái nào nhiều hơn không? Đàn ông dành gần 1 năm của cuộc đời mình để nhìn chằm chằm vào phụ nữ, trong khi đó chỉ dành gần 6 tháng để cạo râu. Câu 10, giữa nam giới và nữ giới, theo bạn ai dễ khóc hơn? Chắc chắn các bạn ở đây cũng đã nghe qua đồ bánh bèo rồi đúng không? Đó là ám chỉ việc mắt ướt và hay khóc của phụ nữ. Trung bình một năm phụ nữ khóc từ 40 đến 60 lần, còn nam giới chỉ từ 6 tới 17 lần. Câu 11, giữa đàn ông chung thủy và đàn ông lăng nhăng, bạn có biết ai là người thông minh hơn không? Theo một nghiên cứu khoa học ở Anh vào năm 2010, thì người đàn ông có chỉ số IQ cao thường chung thủy với bạn đời hoặc người yêu mình hơn. Câu 12, giữa đàn ông và phụ nữ, đố bạn biết ai là người sống lâu hơn?
Theo thống kê nghiên cứu của các nhà khoa học thì phụ nữ thường sống thọ hơn đàn ông từ 6 đến 10 năm vì cơ thể của họ thích nghi với việc chống chọi bệnh tật hơn. 85% người có tuổi thọ trên 100 trên thế giới là phụ nữ. Câu 13. Vậy còn giữa đàn ông cao và đàn ông lùn ai sống lâu hơn? Đó là những người đàn ông lùn, đặc biệt là những người đàn ông có chiều cao dưới 1m6 sẽ sống thọ nhất. Các nhà khoa học phát hiện ra những người đàn ông chịu ảnh hưởng bởi gen tuổi thọ thì kích thước cơ thể của họ sẽ nhỏ bé, nhưng bù lại họ sẽ sống lâu hơn. Câu 14. Đố bạn biết giữa nam giới và nữ giới, ai là người học giỏi hơn? Nữ giới là người học giỏi hơn. Theo một nghiên cứu của Mỹ trên các học sinh thì nữ giới thường có xu hướng chú ý linh hoạt và tổ chức tốt hơn. Câu 15. Vậy còn trong nấu ăn, đàn ông hay phụ nữ, ai là người nấu ăn ngon hơn? Đàn ông có trí tưởng tượng và sáng tạo cực tốt. Đây là tiêu chí hàng đầu trong nghề đầu bếp. Nó giúp sáng tạo ra những thực đơn hấp dẫn và các món ăn hút khách. Một điều đặc biệt, hầu hết các đầu bếp nổi tiếng trên thế giới đa số đều là nam. Giữa nam giới và nữ giới, theo bạn, ai có trước? Đây là câu hỏi mà cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời. Nam và nữ như âm với dương, tuy đối nghịch với nhau nhưng lại không thể tách rời nhau. Vậy còn theo bạn thì ai có trước? Hãy viết ra suy nghĩ của bạn ở một bình luận bên dưới nhé. Câu 17. Giữa đàn ông và phụ nữ, bạn có biết ai có chế độ ăn uống lành mạnh hơn không? Đó chính là phụ nữ. Một nghiên cứu tại trường đại học Minnesota tại Mỹ đã tiến hành và cho thấy rằng phụ nữ thường chọn cho mình những thực phẩm có lợi cho sức khỏe như hoa quả và rau xanh trong khẩu phần ăn của mình. Câu 18. Giữa đàn ông và phụ nữ, đố bạn biết ai phân biệt màu sắc tốt hơn? Phụ nữ có khả năng phân biệt và nhận diện màu sắc tốt hơn nam giới. Khả năng phân biệt màu sắc được quyết định bởi tế bào võng mạc hình nón trong nhiễm sắc thể X, mà phụ nữ có tới 2 nhiễm sắc thể X, còn trong khi đó nam giới chỉ có 1 nhiễm sắc thể X.